Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái kinh nghiệm mình nghĩ là ít người biết đến, đó là xử lý các cái ổ khóa bị kẹt chỉ bằng một cái bút chì. Các bạn làm theo mình nhé. Sau khi cạo lấy bột của bút chì, các bạn đổ thẳng luôn vào cái ổ khóa. Và lấy chìa khóa. Xoáy nhiều lần. Chúng ta phải cho các cái bột nó đi vào trong piston. Đối với những cái ổ khóa cố định như thế này, chúng ta có thể đổ bột chì lên chìa, sau đó nhét chìa vào. Và cũng xoay để cho bột chìa được sẽ đều trong các cái piston. Vậy là xong. Thật là đơn giản và ít chi phí. Mình thấy nó còn mượt hơn cả lúc mới. Các bạn cũng có thể sử dụng dầu nấu ăn để cho vào, nó cũng làm cho trơn hơn. Tuy nhiên dầu nấu ăn thì rất là bẩn, có thể rơi ra cả ổ khóa lẫn chìa khóa và nó còn bám bụi nữa. Xin cảm ơn các bạn.